Chương trình Sống Tin Mừng, trang tin mừng cho người nghèo xin gửi đến quý khán thính giả lời chào thân ái trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và mẹ Maria. Ave, Ave Maria, khiêm nhường như suối trong gieo nhân Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 4, 2019, chương trình Sống Tin Mừng gồm có Ba sẽ đến đón con, sờ được Đức Kitô, lời hàng sống. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình hôm nay, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Ba sẽ đến đón con. Tại Romania, trận động đất lớn nhất vào cuối thập niên 1980 đã làm chết hàng chục ngàn người. Ngay sau khi động đất, một người cha đã chạy đến nhà trường để tìm đứa con trai nhỏ. Ngôi trường nhiều tầng đã đổ sập, nhưng người cha cố đào bới trong đống gạch để tìm con. Những người lính chữa lửa và cảnh sát đến, bảo ông ta phải về nhà và đừng đào bới nữa vì rất nguy hiểm. Nhưng ông ấy không chịu, cứ tiếp tục đào bới. Đào thêm 12 tiếng cũng chẳng thấy tâm hơi con đâu. Ông vừa đào bới vừa nghĩ, mình đã hứa với con thì phải thực hiện cho đúng. Nếu nó còn sống trong đống gạch này thì sao? Nghĩ thế rồi ông lại tiếp tục đào bới. 24 tiếng rồi 48 tiếng đồng hồ. Trong lúc nghỉ tay, ông lắng tai nghe và cố gọi tên con. Ông bỗng nghe tiếng động và một lúc sau có tiếng đứa bé trả lời. Ông hăng hái đào bới tiếp đến tận phòng học của đứa con. Thằng bé còn sống cùng với 20 đứa trẻ khác, mặt mày lem luốc vôi gạch, làm tím cả người. Nó ôm chầm lấy cha nó và nói, Ba ơi, con đã bảo với các bạn của con ở đây rằng, ba tao đã nói dù thế nào đi nữa, ba cũng sẽ đến đón con. Ba tao đón tao thì chúng mày cũng sẽ được sống. Cứ yên tâm, ba tao không bao giờ sai lời hứa. Người cha vô cùng xúc động, vì nếu nghe lời người khác hoặc nản chí không giữ lời hứa thì đã mất đứa con rồi. Bạn thân mến, đây là một câu chuyện thật. Câu chuyện này cho thấy vì tin chắc vào lời hứa của người cha mà đứa bé bình tĩnh ở yên trong phòng học đã sập để chờ cha đến cứu. Mỗi chúng ta đều có cha trên trời. Ngài cũng đã hứa sẽ ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta có tin vào lời hứa của Cha trên trời không? Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi Sờ được Đức Kitô. Mẹ Teresa thành Calcutta đã có lần kể lại như sau. Một hôm có một thiếu nữ đã tìm đến Ấn Độ để xin gia nhập dòng thừa sai bác ái của chúng tôi. Chúng tôi có một quy luật, theo đó, ngày đầu tiên khi mới đến, tất cả những ai muốn sống với chúng tôi cũng đều được mời sang nhà hấp hối, tức là nhà đón tiếp những người sắp chết. Do đó, tôi đã nói với thiếu nữ đó như sau. Con đã nhìn thấy vị linh mục dâng thánh lễ, con đã thấy ngài sờ đến thánh thể với chăm chú và yêu thương là dường nào. Con cũng hãy đi và làm như thế tại nhà hấp hối. Bởi vì con sẽ thấy Chúa Giêsu trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi mới hỏi lại sự thể đã diễn ra như thế nào. Cô ta đáp như sau. Con vừa đến nhà hấp hối thì người ta mang đến một người vừa té xuống hố sâu. Mình mẩy của người đó đầy những vết thương và bùn nhơ hôi thối. Con đã đến và đã tắm rửa cho anh ta. Con biết rằng làm như thế là chạm đến thân thể của Đức Kitô. Bạn thân mến, có lẽ chúng ta nên tự vấn, chúng ta có tin rằng tất cả mọi cuộc gặp gỡ với tha nhân đều là một cuộc gặp gỡ với Chúa hay không? Đức tin của chúng ta có được diễn đạt qua cuộc sống hàng ngày không? Thánh lễ mà chúng ta tham dự mỗi ngày có được tiếp tục trong cuộc sống hàng ngày không? Thánh thể là trung tâm của đời sống Kitô, bởi vì Kitô giáo thiết yếu là một sức sống. Người Kitô đến bàn tiệc thánh thể để tiếp nhận sự sống và năng lực cho mọi hoạt động của mình. Là trung tâm của cuộc sống,
Thánh thể được cử hành với đầy đủ ý nghĩa nếu việc cử hành đó gắn liền với cuộc sống. Cắt đứt liên lạc với cuộc sống, tất cả mọi cử hành chỉ còn là những động tác lãng mạn, viển vông. Do đó, người Kitô sẽ mang đến bàn thờ tất cả cuộc sống của mình và múc lấy từ bàn thờ sức sống mới cho cuộc sống của họ. Hay nói cách khác, Thánh thể là một thu gọn của cuộc sống hàng ngày và cuộc sống hàng ngày là một tiếp nối của Thánh thể. Đức Kitô không những chỉ muốn chúng ta gặp gỡ nhau trong Thánh thể và gặp gỡ Ngài trong lúc cử hành. Ngài còn muốn chúng ta gặp gỡ Ngài qua tất cả mọi sinh hoạt và gặp gỡ khác trong cuộc sống. Bàn thờ trong giáo đường và bàn thờ của cuộc sống phải là một. Đức tin của chúng ta không chỉ thể hiện trong bàn thờ, nhưng còn phải được tuyên xưng giữa phố chợ. Từng giây từng phút của chúng ta phải trở thành một cuộc gặp gỡ với Chúa, từng cuộc gặp gỡ với tha nhân, nhất là những người hèn kém nhất, phải là một gặp gỡ với Đức Kitô. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân và bái lại Người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Trong các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta nghe hai câu chuyện về biến cố Phục Sinh. Bài đọc 1 trích sách Công vụ các Tông đồ cho chúng ta nghe về việc ông Phêrô trong ngày lễ ngũ tuần đã làm chứng trước mặt mọi người về Đức Kitô, đấng đã chịu đóng đinh, bị giết chết và đã phục sinh trong vinh quang của Người để cứu độ con người. Trong khi đó, bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện khác được tuyên truyền bởi các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Mặc dù họ đã nghe tin về Chúa phục sinh sau cái chết của Ngài trên thập giá, mọi thứ xảy ra như Ngài đã nói, nhưng họ vẫn không tin vào Chúa Giêsu, và cuối cùng họ đã thêu dệt một câu chuyện dối trá để biện minh cho họ. Họ đã trả tiền cho các lính canh mộ Chúa Giêsu để đi rao tin rằng các môn đệ của Chúa Giêsu ban đêm khi họ đang ngủ thì đã đến lấy cắp xác Chúa Giêsu để làm như thể là Ngài đã sống lại từ cõi chết. Mặc dù câu chuyện này không có cơ sở và giả dối, nhưng nhiều người đã tin vào nó vì các thượng tế và kỳ mục đã tìm cách để tuyên truyền và thậm chí là bắt bớ những ai không tin. Tuy nhiên, Phêrô và các tông đồ khác đã công khai rao giảng về Chúa Giêsu. Họ đã được ban tràn đầy Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần và đã can đảm lên tiếng rao giảng và đã hoán cải được hơn 3.000 người trở về với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta được mời gọi ý thức hơn bổn phận và trách nhiệm mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, như Ngài đã trao cho các tông đồ của Ngài. Tất cả chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh. Tuy nhiên, như chúng ta thấy những gì đã xảy ra thời các tông đồ và thời giáo hội sơ khai, đó là những thách đố, những khó khăn, những thử thách, những bất bớ mà các tông đồ đã trải qua và thậm chí là phải hy sinh mạng sống của mình. Là Kitô hữu, chúng ta không thể sống thụ động hay chờ thời, chỉ ngồi đó mà nghĩ rằng chỉ cần tin vào Chúa là đủ. Không, thưa anh chị em, là Kitô hữu có nghĩa rằng chúng ta phải có một lòng tin, và lòng tin đó
được Chúa đầy sự nhiệt thành, sự dấn thân cho Thiên Chúa. Lòng tin đó được xây dựng trên lòng mến Chúa và yêu thương anh chị em của mình. Vì thế thưa anh chị em, trong mùa phục sinh, tất cả chúng ta được mời gọi sống một đời sống mới, một ý thức mới và một lòng tin, lòng nhiệt thành như các tông đồ ngày xưa. Chúa Giêsu đã để lại lệnh truyền cho chúng ta là anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo tin mừng. Ai tin thì làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Tuy nhiên thưa anh chị em, nhiều người đã không nghe tiếng Chúa, đã không thực sự tin vào Thiên Chúa. Làm sao chúng ta có thể mong chờ người khác tin vào Thiên Chúa nếu như chúng ta không tin vào Thiên Chúa và đôi khi còn làm điều trái nghịch với đường lối của Thiên Chúa? Xin cho chúng ta biết sống lại cái lời hứa khi chúng ta chịu phép rửa tội. Đó là hứa trung tín dẫn mình cho Thiên Chúa trong mọi lời nói việc làm của chúng ta. Xin Chúa ở với chúng ta và xin Ngài tiếp tục gìn giữ, hướng dẫn chúng ta trên bước đường theo Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị. Chương trình Sống Tin Mừng sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 20 giờ. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn tràn đầy hồng ân. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Ave, Ave, Ave Maria, muôn đời vẫn đến viếng thăm con người.